mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác, thân bằng quyến thuộc chẳng ngại đường xa xôi, nhín chút thời gian quý báu để đến thắp nén hương lòng, tịnh tài tịnh vật, cầu nguyện mẹ tôi sớm được cao đăng Phật quốc. Những thâm tình đó tôi xin đa tạ ghi lòng không bao giờ quên. Chút lát nữa đây, mẹ tôi đến nơi an nghỉ, xin nhờ cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để cùng ly rượu đậm đà, chung trà thân mật, gia đình xin đáp tạ. Trong lúc tan gia bó rối có chút sơ sót, xin ông bà thứ lỗi. Tang chủ đồng cảm, tạ. Thank you.
cho ba hồ chim, ba hồ trống, báo động quan. Kính thưa gia đình Tam Quý cùng quý bà con có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay. Hôm nay gia đình đã mất đi một vị thân, được sự chấp thuận của gia đình, dịch vụ mai táng kỳ họp cuối cùng đến đây. Trước khi thắp nén hương chia buồn cùng tăng gia hiếu quyến và sau đó chúng tôi xin làm lễ động quan để chi quan để đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc đợi chúng tôi hành lễ, nếu có điều gì sai sót, kính mong gia đình Tam Quý cùng quý bà con nhận tình tha thứ bỏ qua cho. Giờ hành lễ đội tôi xin được phép bắt đầu. Nhâm dần, anh em đồng đội mấy tháng chúng con có tập ba nương quỳ trước linh cụ bà, cầu cho đức Phật tự quy phô độ chúng sinh, cầu chúng linh về miền cực lạc, cầu cho Tam Quyến bình an lợi lạc, nhất thành thượng đạt dạng tội băng tiêu, cầu giúp hồn của bà đắc độ cao siêu, về miền âm cạnh nhẹ nhàng nơi chính suối. Rồi tới luôn nè. Rồi. Đứng lại.
Phen. Nhanh quá té à. Đó 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 nữa đó, téo giò nữa đâu. Càng dữ ha. Rồi chạy trước đi, trước qua. Càng ngắn rồi. Cứ thở thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mua gai không á? Thôi chờ nghe gai chân quýt. Trời ơi.
không? Rồi cái chân ép sát vô trong lề nè, ép sát qua bên 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 mặt. Rồi từ từ, anh bước ra, anh bước ra, từ từ nghe anh em bỏ vô phụ anh em ơi, rồi anh em bỏ vô, có chân này góc vừa nè, bên bên trái góc vừa nè. Tại đường hơi khó đi, ra em xem chút. Căng mà, căng mà. 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 Căng